Hello các bạn, mình định rã cái này ra bán một một cái thử nha, bán một cái thử nha. Đây chính là hệ thống inverter điện độc lập nha, inverter điện độc lập. Điện vào là DC 73V cho tới 380V. Điện vào đầu vào cho tối đa là 380V VDC nha. Đầu ra là 5,8 kW nha, 5,8 kW. AC 202V, hạt là 50-60 hạt. À, con này hãng LS của Korea, Hàn Quốc. Cái ampere ra là 28.7. Nhưng rất tiếc là nó bị mất cái phần controller điều khiển á. Thì hiện tại mình sẽ rã bán một bộ như vậy để coi có thu vốn được không nha. Thu vốn thì mình sẽ khách nào mua mình sẽ tiến hành mình rã bán. Nhưng mà song song với đó là mình cũng sẽ kích nha, mình sẽ kích. Tại vì ưu tiên kích bán giá cao hơn. Còn tại rã thì mình báo thử coi khách nào có nhu cầu không. Nếu mà có nhu cầu thì mình sẽ tiến hành mình rã nha. Rã thử cũng một cái thôi các bạn, chứ cũng không có rã nhiều, nhưng mà mình muốn thử nha, tại vì coi cái đường nào mà tiền nó quay vòng nhanh hơn. Đây, hai cục này mình đã tra ra rồi, nó là chót nha, cho ke hoặc là co, biến áp co. Cái này biến áp này có nhiệm vụ gì? Nó có hai loại, hình như đây chỉ là đúng là hai loại luôn. Một loại là song song, chính là thằng này, nó sẽ khử nhiễu nha, nó khử nhiễu, khử nhiễu. Còn một loại là nó là nối tiếp thì nó sẽ boost cho hệ thống nâng áp nha, boost cho hệ thống nâng áp. Con này các bạn lên mạng tra nha. Thì đây, hôm qua mình có hai cục rã trong cái bộ máy ra, anh khách đã mua hết hai cục nha, cảm ơn anh nha. Hai cục, chính là hai cục này. Này, hàng của Hàn Quốc, mới chưa xài, dây đồng thanh quấn. Và đây chính là cái phe sắt nha. Nghe nói những cái loại core e này thì phe sắt rất ok, ai chơi âm thanh lụm con này thì bao nhiễu luôn. Có một cái video trên mạng các bạn, là trước khử nhiễu và sau khi khử nhiễu á, đưa cục này vào á. Trước khử nhiễu là tầng này nó nhiễu ở cái máy đo là 163, còn đưa con này vào 0,3 nha, gần như là bằng không đó. Cho nên là các bạn thấy là những cái cục này rất là quan trọng trong cái hệ thống không à. Rất quan trọng. Ok, một cặp này thì mình đang bán là 1 triệu nha, 1 triệu. Ở đây có hai thông số nè các bạn à, ở đây các bạn thấy 33 ampere, 500 UH. UH là gì thì mình không rõ nha, core e 500 UH, dây đồng quấn. Cái này thì nó một cặp bên này, một cặp bên kia nha. Nó tách rời với nhau. Nó chỉ liên kết với nhau bởi cái phe sắt thôi. Đó, giống như là biến áp cách ly nó ấy các bạn. Còn thằng này thì các bạn thấy là ở giữa nó sẽ nối lại với nhau. À, nối lại với nhau, giống như nó nối tiếp á. Thì đây nó kỳ chữ là boost. Đây chính là hệ thống boost áp. Boost lên. Boost. Còn con này thì nó có cái tem là 40 ampere. 40 ampere, cái thông số 1.0 mH là gì thì mình không rõ nè, của hãng LS nha, core e ha, cái phe rất là quan trọng, phe xịn. Ồ, cảm ơn khách ủng hộ nha, 1 triệu. Thì cái này rã thì cũng vậy, cái này cũng là 1 triệu nha, cặp này cũng là 1 triệu. Còn cái bộ lọc này là mình bán là 400. Bộ lọc DC cũng cực kỳ quan trọng từ solar ra. EMI mình tra ra chính là cái nhiễu. Các bạn nào lên mạng tra giùm nha. Chữ EMI này nè. EMI này là nhiễu nha, bị nhiễu điện á. Tức là bộ này là bộ lọc DC 6 kW hàng Japan. Đây là điện vào solar, đây là đầu ra inverter nha, đầu ra inverter các bạn, inverter nè. Thì đây EMI chính là nhiễu nha, nhiễu điện. Đây chính là thiết bị chống nhiễu điện solar 6 kW điện DC 400k, hàng mới chưa xài. À, hàng mới chưa xài đó. Và tiếp tục một bộ chống nhiễu điện EMI nữa, chính là EMI đầu ra 6 kW AC. Con này cái bo này 600, bo này 600 nha. Mỗi bo thì nó đều có đầu vào là đầu ra ha. Đầu này đầu vào solar vào, đầu này ra inverter, chắc chắn phải có cái này giúp cho cái nguồn điện vào inverter nó trở nên sạch ha. Nó làm cho inverter nó hoạt động hiệu quả hơn. Còn đầu ra EMI AC 6 kW GP Japan. Bộ này 600k, bộ này là đầu ra
lọc điện AC 6kW cho tải sử dụng. Nó giúp cho cái tải mình bền bỉ hơn, không bị nhiễu điện. Nhiễu điện thì nó gây ra ù, rè, hoặc là nó gây nhanh hỏng cái tải nha. Đặc biệt là những cái tải mà tải điện điện tử các bạn. Tải motor còn đỡ nha, tải điện tử thì nó dễ bị nhiễu. Hai đầu này chính là hai đầu điện vào từ inverter xuống nè. Bạn thấy inverter, chữ inverter không? Inverter xuống. Hai đầu này chính là hai đầu U1 và V1, chính là ra tải sử dụng. Tải sử dụng các bạn. Tải sử dụng nha. Còn bên đây có hai dây nữa, O và U. O và U mình coi trên sơ đồ các bạn. Nó sẽ chuyển tiếp sang một thiết bị khác nữa. O và U nó sẽ chuyển tiếp sang một thiết bị khác, giống như một đầu ra ngõ khác nha. Đó. Đây là cái tải độc lập sử dụng U và V. Còn thằng này các bạn tra, nó sẽ ra một thiết bị khác, U, O, W, nhưng mà trong đó U và W là quan trọng nhất. O hình như nó là cái thằng O đây các bạn. O, U và W nha. Là ba dây ba pha hết các bạn. Đúng rồi, như ba pha hay sao, hay một pha. Nhưng mà cơ bản trong cái hướng dẫn này thì đọc á, thì U và W á, O là đầu ra chuyển tiếp ba pha cho một thiết bị khác. Còn thằng này á, U1 và V1 chính là đầu ra tải sử dụng độc lập một pha. Này, bạn tra nha. Nó cho nên đây chính là cái thiết bị thằng này là nó nhận từ điện DC từ solar ra nè, ở sau cái lọc DC nhận vào trong cái bo này. Ok, cái bộ này 600 các bạn. Bộ này thì các bạn bỏ 3 dây U, O và W, tại vì nó chuyển tiếp cho một thiết bị khác. Tách chỗ này ra. Nó mấy cái relay này là của thằng này hết. Các bạn chỉ xài ở đây thôi, từ inverter đưa xuống AC đúng không? Từ AC gồm có U và W thì các bạn đây, nó qua hai cái bộ lọc y chang thằng này, cũng là hai bộ lọc, và nó đưa cái tải đầu ra là U và V1, U1, V1 để các bạn đưa vào hệ thống độc lập, giống như các bạn xài máy lạnh, tủ lạnh các kiểu đó, dạng này. Còn ở phía bên đây á thì các bạn sẽ thấy là cái đường đi nó đi ra cho một cái thiết bị khác nha. Đó. Ok, cái này 600, cái này quan trọng hơn. Cái này cũng quan trọng, cái này cũng quan trọng, nhưng mà cái này có nhiều chức năng hơn. Là 600 là 1 triệu. Hai thằng này là 1 triệu là 2 triệu. 2 triệu cái vỏ tủ 600k bao ship. Cái vỏ tủ 600k bao ship là 2,6 triệu. 2,6 triệu cái main chính này nó có chức năng là chuyển điện DC thành điện AC. Nó vừa boost nâng áp lên, sau đó nó lật ngược lại. Nó dùng ba cái con dưới nè. Đó, thì nó sẽ chuyển điện thành AC. Đưa ngược trở ra tải. Con này chính là nó vừa ổn áp nha, vừa boost áp vừa ổn áp. Con này thì mình bán cái bộ main này là 1 triệu. Nhưng với điều kiện là mình sẽ test, mình đưa điện DC ở đây vào và mình mod, mình kích làm sao nó có điện AC đi ra. Nó có điện AC đi ra và nó ổn áp. Thì cái bộ này là 1 triệu, bộ này là 1 triệu. Đó. Thì tổng là 1 triệu nè. 2 triệu, 3 triệu, 3 triệu 6 nha, 3 triệu 6. Còn khách nào B cái rụp về 2 triệu 8, mà cái khách nào B cái rụp luôn về tự nghiên cứu là 2 triệu 8. Hôm qua cũng đi một cái cho anh khách nha, cảm ơn khách đạo quen ủng hộ. Còn mình rã bán từng món thì tính tổng là 3 triệu 8 nha, lời hơn được 1 triệu. Nhưng mà mình đang kẹt cái chỗ này ha, mình cấp điện vào đây, mình chưa làm thử nha, chắc là một lát chiều tối làm. Và mình mod làm sao mà đầu này nó ra được điện AC là thành công. Tức là ở đây cứ 73V. Rất tiếc là cái quyển giấy hướng dẫn sử dụng mình đọc qua rồi. Còn không, đúng rồi, các bạn cứ tra cái mã này là ra, không cần giấy hướng dẫn. Đọc cái mã này trên đó nó có thông tin đủ hết luôn. LSP gạch ngang S006L, mở ngoặc đóng ngoặc GP. Các bạn tra cái này là đủ hết thông tin. Data sheet các bạn, đủ thông tin nha. Con này trên mạng có bán nha. Thì thằng này là nó là đầu vào 73VDC cho tới 380VDC.
đầu ra nó ổn áp còn 202V VAC, tối đa công suất là 5,8 kW. Thì các bạn tùy các bạn thôi, cái tải vào đúng không, cái tải vào mình có thể là 1 kW, 1 tấm pin, 2 tấm pin, 3 tấm pin, thì cái tải đầu ra nó sẽ tương ứng thôi, chứ không phải là bắt buộc là cứ đầu vào một cái tải nhỏ 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 DC nha, đầu ra là một cái tải lớn, không phải như vậy nha. Đó, nó sẽ tương ứng ha. Mặc dù trên hệ thống là cái tải nó lớn là như vậy, nhưng mà các bạn đưa đầu vào ví dụ 1 kW, đầu ra các bạn thu 1 kW nha. Đó, chuyển điện AC thành DC, à DC thành AC. Và ở đây mình liên kết đó, có một cái bo nữa các bạn. Ủa cái bo này, à hình như bán rồi, xin lỗi các bạn, bo này bán rồi. Bo này 800k có khách mua rồi. Bo này chính là bo gì? Bo này chính là bo nâng chuyển điện ACRST 3 pha 220-200 thành điện DC 280V cho mấy thằng inverter giống như vậy, hoặc là mạch cầu H, hoặc là những cái thiết bị inverter nó nhận áp cao để chuyển điện AA thành điện AC mình xài. À, kể cả hệ độc lập, hệ bám tải ha, thì đều là sử dụng điện DC nó kích ra. Ok, thì con này mình đã test một con rồi nha, bán rồi nha. Mình test lại bao sóng thì mình mới giao. Không nhất thiết các bạn cấp AC 200-220 nha. Bữa mình lấy một cái motor AC sạc vô mình cho nó quay thì nó cũng phát ra một cái điện AC 3 pha. À, 3 pha. À, thì mình đưa vô đây thì đầu này nó ra được, bữa là 76V hay gì đó. Đầu này nó ra được 48 nha. Và mình test thử cái máy motor chạy ngon luôn. Ha, à, chập ngon luôn. Và tải nó không sụp. Rất là hay. Bo này sau này có nhiều mình lấy nhiều nha các bạn. Bo này rất tiếc là mình nghiên cứu được có một cái hai cái là nó hết hàng. Nó không có hàng các bạn, không phải hết. Mà không có hàng. Những cái này thực chất là nó cho những cái thiết bị inverter hoặc là biến tần hoặc là ride ở trong những cái hệ thống điều khiển motor các bạn. Nhưng mà mình xài cái nào cũng được các bạn. Nói chung nó đã làm sẵn một combo như vậy rồi, một công lê vậy rồi thì các bạn xài thôi, chứ đâu có quan trọng đâu. Đó nha, đã bán có thêm mình báo thêm nha. Đó, còn con này thì làm cái clip này thì mình thông báo các bạn vậy nha. Đó, đủ đồ hết như vậy. Cách nào mua nhanh gọn lẹ thì 2,8 triệu bao ship nha, chuyển khoản cái rụp bao ship 2,8 triệu. Hoặc đồ món thì cái này 400, cái bộ lọc ở dưới là 600 là 1 triệu ha. Rồi cái này là cái phần này là 1 triệu là 2 triệu, phần này là triệu là 3 triệu, cái vỏ 600 là 3,6 triệu nha. Đó. Chắc rã thử bán cái nha. À, lô này cũng còn mấy cái. Cảm ơn khách nha. À còn cái vỏ tủ này hôm qua mình tháo nữa các bạn. Cái này 600 bao ship nha. Khách nào cần thì liên hệ mình. Bao ngon luôn, mười mấy ký các bạn. Hàng LS. Chống nước tuyệt đối nha. Lô này tưởng lỗ các bạn, nhưng hóa ra thì tính ra thì nói chung cũng gỡ gạt được chút đỉnh nha. Cũng không phải lời dữ lắm nhưng mà nói chung cũng có việc làm nha, cũng có lợi nhuận chút đỉnh à, như vậy cũng vui rồi nha, cũng vui rồi. À, đồ bãi mà các bạn, với lại buôn bán này thì mình cũng không phải nhất thiết phải, nói chung phải linh động các bạn, phải linh động nha, mua nhanh bán nhanh. À, chứ không phải cứ ôm khư rồi bán ấy nha. Lỗ cũng chịu nha, lỗ cũng chịu, nhưng mà hiện tại thì theo mình tính toán thì có lời chút đỉnh nha, trừ công trừ chi phí vận chuyển các kiểu à, vẫn có lời chút đỉnh nếu mà theo dự kiến của mình nó vậy nha. Hàng LS sản xuất cho bên Nhật GP. Con này khách nào xài thì nói cực ngon luôn, công suất cao 5,8 kW thì vừa đủ cho một gia đình nữa các bạn. Một gia đình thì khoảng 5,8 kW giờ thì quá ngon rồi. Cái này thì mình không rõ là xài bao nhiêu tấm pin thì được, tại vì tùy loại pin đó, cho nên là mình cũng tích cực mình sẽ mod cái phần này nè đó, sao cho điện DC vào từ pin năng lượng mặt trời hoặc là từ củ phát DC đó, thì đầu ra kia vẫn là điện AC 202V ổn áp thì cực ngon nha đó. Mình sẽ cố gắng mình làm cái đó để bán cho khách xài được dễ hơn. Ok, quá đã nha. Thì nói chung trải nghiệm nè, đa trải nghiệm mà.